xin chào tất cả anh em, chào anh em đã quay trở lại với kênh Cho Phúc Quốc Vlog. Hôm nay là tiếp tục giới thiệu tới anh em một cặp đực này, một cặp đực. Em này là hàng sinh viên giá rẻ này, giá rất rẻ luôn nha anh em. Cho anh em nuôi chơi trải nghiệm này, săn bắt này, phá vườn này, canh nhà này, em được nhỏ ở trong này, vện xám này, còn em được giống đang đứng phía sau kìa. Đây, quay rõ gần cho anh em xem. Rung cho anh em xem này. Em đây cọp này, tên cọp rất đẹp anh em nhá, được giống này, lưỡi đen gần hết này. Anh em có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới này, trao đổi thông tin trực tiếp này, trao đổi thông tin trực tiếp qua Zalo anh em nhá. Và em được này, rất đẹp này. Đấy, còn em này là em hàng sinh viên này, hàng sinh viên này để trông nuôi chơi trong nhà thôi, em được nhỏ này nha. Còn hai em cái này là để giống không bán này anh em nha, hai em cái để giống. Anh em xem này, anh em xem mà có nhu cầu về con giống này, vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới, trao đổi thông tin trực tiếp qua Zalo anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.